Chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một điều rất là hay nha các bạn. Hôm qua mình xem tivi, mình nói chuyện với bạn đời của mình, thì có một cái vấn đề mà mình bắt được, mình chụp được, đó là cái nếp sống 5K các bạn. Trong thời Covid, cách sống 5K nếp trong thời Covid nha. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ 5K đó là 5K gì, 5 chữ K đó nha các bạn. Đó, đây là cách sống nè. Thì trong giỏ mình thì lúc nào cũng có cái này hết các bạn. Nhiều khi đi xe buýt á, người ta quên, mấy ông ở dưới nhà quê quên, thì mình có cái để mình cho. Hoặc là những người già lụm cụm, người ta không có chuẩn bị sẵn đó, rồi xe buýt đuổi xuống, thì mình cũng có cái để mình tặng cho người ta. Chứ mình không có nhiều các bạn, mình không có tặng một lần nhiều. Thì đây là những cái khẩu trang dự trữ trong giỏ lúc nào cũng có nha. Còn cái khẩu trang này thì nó đã cũ như thế này nè, ở trong túi thì cũng lúc nào cũng có đó. Bây giờ mình chia sẻ coi nên 5K đó là 5K gì. Rồi mình xé một tờ giấy lịch, mình ghi liền các bạn, mình ghi liền vô đây để mình quên. Thì bây giờ mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Thứ nhất nha, K thứ nhất là mình phải mang khẩu trang đó, lúc nào cũng phải có khẩu trang trong túi nè. Khẩu trang này khẩu trang trong giỏ nha, khẩu trang trong túi. Mà các bạn xài cái loại khẩu trang này thì các bạn chịu khó giặt chút. Mình đàn bà mà, mình giặt thì mình xài lâu, chừng nào nó đen thì bỏ, nó trắng thì thôi, thậm chí mình còn tẩy lại mình xài. Còn mấy cái khẩu trang này thì cái khẩu trang hơi mắc tiền, nhưng mà nó hơi ngợp các bạn. Ai cần thì mình cho luôn, cần thì cho à. Đó. Rồi cái này là dự trữ ở trong giỏ nè, lúc nào đi xe buýt thì dự trữ trong giỏ cũng có khẩu trang nha. Có nhiều khi mình cho mình, rồi những người già cả, những người yếu đuối hoặc những người quên khẩu trang mà không được lên xe buýt á, là mình móc ra mình cho. Đó. Rồi, thứ nhất là khẩu trang ha các bạn. Ca thứ nhất là khẩu trang, ca thứ hai là sát khuẩn nè. Sát khử khuẩn. Khử khuẩn có nghĩa là lúc nào trong giỏ của mình đi chùa cũng có một chai, tại vì mình sợ quên các bạn, không phải là có một chai mà mình đi đây đi đó, đi tùm lum, mỗi một cái giỏ mình đều bỏ vô giỏ một cái chai nhỏ nhỏ, chiết ra chai nhỏ nhỏ nha. Đây là sạch khuẩn, sạch khuẩn. Đây là sát trùng, sát trùng mà cấp tốc nha các bạn. Đó, ca thứ hai là khử khuẩn. Mình mỗi lúc mỗi nơi, nhiều khi đi xe buýt mình xài tiền lẻ không à các bạn, móc ra móc vô, rồi lát mình ăn hàng trên xe, mình ăn bóc bánh mình ăn thì mình cũng phải rửa tay. Hoặc là mình dịn những cái thanh cầm ở trên xe buýt thì cũng có cái rửa tay. Thành ra trên một cái đoạn đường mà ba chặng xe buýt từ nhà này tới nhà kia là mình rửa tay 3-4 lần các bạn. Tại vì bóc tiền lẻ dữ lắm, xe buýt thì người ta xài tiền lẻ không à. Đó. Rồi ca thứ ba là giữ khoảng cách nha các bạn. Các bạn đi đâu, các bạn ngồi ở đâu, đi đâu đến những đám đông thì mình phải giữ khoảng cách, mình không được ngồi gần quá nè. Mình đã mang khẩu trang, mình đã rửa tay rồi, nhưng mà mình vẫn giữ khoảng cách là ca thứ ba. Cái ca thứ tư là không tụ tập, không có cố ý tập trung nha, tập trung gần quá, tập trung thì cái đó mình lây nhiễm mà mình không có kiểm soát được, mình không biết ai bệnh ai không, mình không có kiểm soát được. Ca thứ năm là đến đâu các bạn, đến đâu các bạn phải khai báo y tế nha các bạn. Cũng như hôm trước cái tay mình bị như thế này nè, mình đến nhà thương, mình vô cổng là mình phải khai báo y tế, mình phải rửa tay, khai báo y tế. Đồng thời thì cái khẩu trang này là phải có trên người mình, người ta mới cho mình vô. Cũng như là mình ở chung cư các bạn, ở trên lầu cao thì lúc nào ra khỏi cửa là cái khẩu trang này phải có nè. Tại vì ở chung cư người ta sống nề nếp trật tự dữ lắm, không có, người ta chỉ mình vô siêu thị mua, mà ở nhà mình treo hàng khối ở nhà, thành ra trở về nhà lấy khẩu trang. Như thế thì khẩu trang lúc nào cũng có trong người chúng ta nha các bạn, lúc nào cũng có trong người chúng ta hết. Thì cái loại khẩu trang này khẩu trang mình giặt. Còn mấy cái loại khẩu trang này, khẩu trang y tế thường là mình mang một lần nè các bạn, mang một lần là bỏ đi, bỏ đi nha, vứt đi thì mình cũng thấy uổng tiếc, mình là người làm không có ra tiền nhiều đó, nhất là người già nữa. Thành ra mình mua cái này, mình giặt rồi mình sạch, mình giặt bằng cái xà bông sát khuẩn đó các bạn, sạch rồi mình xài tiếp
Mình mua 10 cái mà mình xài gần cả năm rồi nè, mà nó còn như thế này nè, nó cũng đâu có phải là dơ, cũng phải đâu có là đen lắm đâu. Rồi mình sát khuẩn, mình giặt sát khuẩn bằng cái Zaben đó các bạn, thì nó cũng xài được dữ lắm luôn á. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách thực hiện cách sống 5K trong thời Covid nha các bạn. Thì chỉ có thế thôi. Nhiều các bạn biết lắm đó, nhưng mà mình muốn chia sẻ lại những các bạn nào chưa biết ha. Đây là một sự chia sẻ nhỏ mà nó có cái giá trị truyền thông về sức khỏe nha các bạn. Đó, tốt cho sức khỏe mình, tốt mình làm tốt thì mình đỡ có phải làm phiền người khác, tránh những cái hệ lụy, tránh những cái hệ lụy mà lây nhiễm cho người khác, đồng thời mình không có mắc nợ những người như là những cấp lãnh đạo hay những bác sĩ người ta chăm sóc cho mình. Chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Nếu mà các bạn thấy có ích thì các bạn comment chia sẻ mạnh lên nha các bạn. Các bạn cho mình một like và một sub. Cảm ơn các bạn nhiều.